Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị lừa tình ở trên mạng, để rồi mất gần 200 triệu. Tôi quen anh ta qua một ứng dụng hẹn hò hồi tháng 4. Chúng tôi có nói chuyện qua lại với nhau và anh ta thì sống ở Singapore. Nói chuyện một thời gian thấy hợp thì tôi cũng có ý định tiến tới. Và anh ta có hứa hẹn rằng là cuối năm sẽ quay trở về Việt Nam để thăm tôi. Khoảng một tháng sau thì anh ta còn nói rằng là muốn tặng cho tôi trang sức và 500 triệu tiền mặt trong thời gian chuyển về Việt Nam. Sau đó thì có một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi cho tôi, báo là có hàng chuyển về từ Singapore, nhưng nếu như tôi muốn nhận hàng món hàng đó thì phải nộp thuế phí. Lúc đó thì tôi mù quáng và tin tưởng anh ta. Tôi đã chuyển tiền 3 lần vào các tài khoản khác nhau. Số tiền tôi chuyển đi thì nó khoảng gần 200 triệu và tôi vẫn chưa nhận được hàng. Và đến khi mà tôi liên lạc lại thì bọn chúng đã tắt máy và khóa mọi liên lạc với tài khoản của tôi. Chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không phải mới, người dân cần phải hết sức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội. Trước khi kết bạn, làm quen, cần phải có sự chọn lọc, tránh kết bạn với những tài khoản ảo và xác minh rõ thông tin của đối tượng quen qua mạng. Để tránh rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo, bạn cần phải tỉnh táo, từ chối mọi lời đề nghị khả nghi trước những món quà từ trên trời rơi xuống, trước những lời dụ dỗ đường mật. Khi nói chuyện, nhắn tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không cung cấp, trao đổi những hình ảnh nhạy cảm để tránh bị đối tượng lợi dụng, khống chế, chiếm đoạt tài sản. Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin để nhận biết các dấu hiệu lừa đảo thông qua website khongdanmang.vn hoặc dấu hiệu lừa đảo.com. Hãy chia sẻ để bảo vệ gia đình, bạn bè và người dân Việt Nam khỏi các rủi ro từ không gian mạng.